Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 57. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời mọi người vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nam Vực, Đông Lai Quốc, nơi mà Tử Vận Tông đặt tại trong một mảnh núi hoang. Tại trong một tòa núi cao có một động phủ hoang phế. Lúc này trong đó chớp lóe quang mang, theo hào quang biến mất, thân ảnh Mạnh Hạo bước ra. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua động phủ hoang phế này, nó có chút hoang tàn, chỉ có truyền tống trận là còn có thể sử dụng. Sau khi nhớ kỹ vị trí này, hắn nhoáng lên hóa thành cầu vồng mà lao ra khỏi nơi này, bay thẳng vào trong bầu trời. Lúc bay ra thì trên thân thể hắn như có tầng quang lưu hiện lên. Theo hào quang dần biến mất, bộ dáng của Mạnh Hạo tự nhiên thay đổi rất lớn. Làn da không còn hơi đen mà đã trở nên trắng nõn. Tuổi đã không còn như thanh niên mà hóa thành 16-17, khí tức nho nhã toàn bộ lộ ra. Hắn đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng, thậm chí còn làm cho người ta cảm nhận rất chi là non nớt. Bởi vì chuyện về Thái Linh Kinh, e là toàn bộ gia tộc Nam Vực đều giúp sức tìm ta. Một khi đã vậy, ta phải lẫn vào Tử Vận Tông. Vô luận là vì giải độc, hay là học tập phương pháp luyện đan, hoặc là tử khí đồng lai, tất cả đều phải lấy Tử Vận Tông. Ngoài ra ta vẫn cần một thân phận của Đại Tông Môn. Mạnh Hạo suy nghĩ, lộ vẻ quyết đoán. Vài ngày sau, bên ngoài Tử Vận Tông, tại trong một thành trì của tu sĩ. Thành này tên là Tử Nguyệt, rất phồn hoa náo nhiệt. Có thể nói trong Đông Lai Quốc, đây là thành có tu sĩ lui tới nhiều nhất. Nhất là tháng 7 hàng năm, khi Tử Vận Tông mở ra đại hội đan phách thường niên, càng khiến cho tu sĩ tới lui càng thêm là tấp nập hơn. Không chỉ có tu sĩ Đông Lai Quốc tụ tập tới, thậm chí là toàn bộ Nam Vực, không ít tông môn cũng sẽ truyền tống mà tới tham dự đan phách này. Cái gọi là đan phách là đại hội đấu giá đan dược do Tử Vận Tông làm chủ sự. Hàng năm khi vào lúc này, lượng lớn đan sư trong Tử Vận Tông mang những đan dược mình vừa lòng nhất tới đây tiến hành đấu giá hội này. Điều này không những khiến cho kiếm được lợi ích mà còn trợ giúp không ít trên phương diện tạo nghệ luyện đan, cũng là một phương thức để bộc lộ tài năng ra bên ngoài. Thậm chí mỗi lần đan phách, ngay cả đan sư chủ lô của Tử Vận Tông cũng sẽ không ít người tham gia, ngày càng làm cho mức độ náo nhiệt tăng lên không ít, hấp dẫn nhiều chú ý hơn. Dù sao đan sư chủ lô có địa vị không tầm thường ở trong Tử Vận Tông, thường thường có một vài tông môn bỏ ra một số tiền lớn cũng khó mà bồi dưỡng ra được một vị. Chỉ có Tử Vận Tông mới có thể bồi dưỡng ra được đan sư chủ lô. Mà Tử Vận Tông sở dĩ có thể trở thành đại tông môn trong Nam Vực, sự tồn tại của đan sư chiếm phần lớn nguyên nhân, phần còn lại chính là thuật tử khí đồng lai, tàn quấn của Thái Linh Kinh. Cũng vì vậy mới khiến cho vận mệnh của Tử Vận Tông phân chia ra hai mạch lớn. Tông môn, một là tử khí mạch, còn một tông là đan đông mạch. Tử khí mạch tu hành chính là thuật pháp tu đạo. Đan tông mạch một lòng tu luyện đan đạo luyện trần. Hai phía hỗ trợ lẫn nhau, tương kính như tân, như thế mới làm cho Tử Vận Tông có địa vị như hiện tại. Giờ phút này lần đan phách năm này của Tử Vận Tông còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra. Vì vậy trong Tử Nguyệt Thành có một vị thư sinh 16-17 tuổi, một thân trường bào đang đi tới, từ bên cạnh quảng trường trong thành, ngẩng đầu như một ngọn núi xa xa. Đó là một tòa núi màu tím, tử quang tràn ngập, giống như là nhuộm cả bầu trời thành màu tím. Từ xa nhìn lại, nó như là không phải một ngọn núi, mà là một pho tượng thật lớn như núi. Pho tượng kia khắc một lão già. Ở trước mặt có một ngọn núi hình dạng như là lò luyện đan, còn có cả một quyển trục, tất cả đều là phát ra tử quang, khiến cho người ta vừa nhìn liền biết rõ sự bất phàm. Hết thảy những thứ này chính là sơn môn của Tử Vận Tông. Đó là lão tổ khai tông của Tử Vận Tông, đạo hiệu Tử Đông Chân Nhân. Lão nhân già sớm đã thành tiên, lưu lại đạo nho chính thống, phát triển đến hiện nay, trở thành Tử Vận Tông, một trong năm đại tông môn của Nam Vực. Bên người thiếu niên trung niên gầy gò, 30 tuổi. Bên người thiếu niên
có một trung niên gầy gò hơn 30 tuổi. Sắc mặt là lấm la lấm đét, cảm khái giảng giải cho thiếu niên nghe. Vì tưởng nhớ, hậu nhân đã lợi dụng thế núi này mà điêu khắc thành tượng. Lò luyện đan trước mặt ông chính là đại biểu cho đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông. Mà cuốn kinh thư kia, đại biểu cho tử khí nhất mạch, cũng đặt một chỗ, hóa thành sơn mông hào hùng của Tử Vận Tông. Qua sơn môn này là núi non vô tận, cầu treo núi dài, tạo thành một mảnh mông lung người ngoài không nhìn rõ. Nơi đó chính là chỗ của Tử Vận Tông. Nam tử trung niên chậm rãi nói, lộ về mặt kính ý. Về phần thiếu niên thư sinh kia, nhìn thì như hướng tới, nhưng mà sâu trong mắt lại hiện lên chút hàn mang. Thiếu niên này chính là Mạnh Hạo, đã cải biến bộ dạng, là nam tử bên cạnh. Sau khi vào thành, hắn mới tìm tới người bị hiểu biết về thành này để giới thiệu. Đại tông như thế, nếu có thể bái nhập thì đời này không tiếc nuối rồi. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, nhìn vào sơn môn nguy nga kia, ở trong lời nói tràn ngập hương vị hướng tới. Việc này có khả năng rất nhỏ. Tử Vận Tông tuy rất ít tuyển nhận đệ tử, dù là tuyển nhận cũng phần lớn là những gia tộc tu chân ở Đông Lai Quốc đề cử, còn người ngoài thì họ không thu đâu. Nếu thực sự thu nhận, toàn bộ Đông Lai Quốc này có bao nhiêu người tha thiết mơ ước muốn bái nhập vào Tử Vận Tông? Tiểu hữu, trời cũng không còn sớm, người muốn mua vật phẩm gì ta dẫn người đi tìm. Nam tử nói, không cần, ta đã tìm được rồi. Mạnh Hạo mỉm cười, lấy một viên linh thạch từ trong túi chữ vật ra, đưa cho nam tử. Sau đó hắn ôm quyền chào, cất bước tiến đến bí quảng trường. Nam tử gầy gò sừng sốt một chút, thu lấy linh thạch. Y đi theo đối phương từ trưa, đã thấy được thiếu niên này rất kỳ quái. Chỉ lòng vòng trong thành, không nhìn bất cứ vật phẩm gì. Nhưng mà y cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà xoay người rời đi. Thần tính xem lúc này có thể kiếm được chút sinh ý nào hay không. Mạnh Hạo cất bước đi vào bên trong quảng trường. Ở bên trong có một cửa hàng. Khi tới phần ngoài thì hắn mới ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn cái quảng trường này, đảo mắt nhìn cái quán này. Đó là một quán thuốc. Ở trên tường có treo ít phế đàn, tạo thành hình dáng của một cái lò luyện đan. Trung tâm lò luyện đan còn hình thành một cái ấn ký hình tròn. Tại trong ấn ký còn có 4 miếng phế đàn. Nhìn thì rất là bình thường, không có điểm nào thần kỳ. Nhưng mà sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy thì trên mặt lộ vẻ tươi cười. Hắn đi vào trong một ngõ nhỏ, sau khi bước ra thì liền đầu đội một cái mũ rộng, mặc một thân trường bào rộng thùng thình. Hắn bước vào trong tiệm thuốc. Tiệm thuốc không lớn, ở bên trong chỉ có một tiểu nhị, còn lại không có ai nữa. Ta muốn mua viên đan này. Một viên. Mạnh Hạo đưa tay chỉ lên kệ, tại đó bày mấy loại đan dược giá rẻ. Tên tiểu nhị kia cười lắc lắc, nhìn Mạnh Hạo một cái, tiến đến lấy viên đan dược mà Mạnh Hạo vừa chỉ. Viên này có tác dụng ngưng khí tầng 5, giá trị là 17 linh thạch. Gã vừa nói xong, Mạnh Hạo đã lấy đan dược vào trong tay, cũng không có nhìn mà vung tay, ném viên đan dược vào trong đống phế đan tạo thành lò đan dược ở bên ngoài. Khi nó rơi vào trung tâm ấn ký hình tròn kia, làm cho nơi đó nguyên có 4 viên phế đan, lúc này đã trở thành 5 viên. Làm xong những chuyện này, Mạnh Hạo không nói tiếng nào, ném linh thạch xoay người rời đi. Cái tên tiểu nhị này sừng sốt một chút, hai mắt đột nhiên lộ ra tinh quang, ôm quyền vái sâu Mạnh Hạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo đã đợi 2 ngày trong thành Tử Nguyệt này rồi. Tại trong tràng đan phách này của Tử Vận Tông đã tiến hành được một đêm. Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi, hai mắt bỗng nhiên mở bừng ra, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản đang lóe sáng. Ngọc giản này là một khối lệnh bài, lệnh bài bí hội. Ở trên lệnh bài này có một hoa văn, nếu cẩn thận nhìn thì đúng là hoa văn, giống như là hoa văn khắc trên tiệm thuốc, là ấn ký mà đám phế đan kia tạo thành. Lúc này bên ngoài trăng sáng, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua bên lệnh bài bí hội, sau khi thu hồi thì hắn nhoáng lên rời khỏi nơi này. Không bao lâu, Mạnh Hạo lại xuất hiện bên ngoài tiệm thuốc kia. Ở trên đầu hắn vẫn đội mũ rộng, thân mang áo bào rộng thùng thình. Hắn chậm rãi bước tới gõ cửa. Chỉ gõ 3 cái, cửa gỗ kia tự động mở ra, bên trong là một mảnh tối đen. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, cẩn thận quan sát một chút, sau đó mới trực tiếp bước vào, giống như là bước vào trong màn nước, gợn sóng quanh quẩn. Trước mặt của Mạnh Hạo đột nhiên sáng ngời, hắn không phải là xuất hiện ở trong tiệm thuốc,
mà là một tòa vương phủ. Bộ dạng của vương phủ giống như lần đầu tiên mà Mạnh Hạo phải nhìn thấy. Bên ngoài phủ nhà có một lão già, hai tay cầm nắm ở trước bụng. Hai tay nắm ở trước bụng. Khi Mạnh Hạo xuất hiện thì lão nhìn thoáng qua nhưng không nói gì. Mạnh Hạo bước tới, lấy ra lệnh bài bí hội. Lão già kia liền cúi đầu. Mạnh Hạo mới từ bên người lão đi qua, tiến vào vương phủ. Tiếng ca múa bên trong truyền ra, cách cục giống như lần đầu tiên hắn tới đây. Xuyên qua một đống giả sơn, trước mặt Mạnh Hạo liền xuất hiện một đỉnh, chỗ đỉnh các. Trong đó có bốn tu sĩ đang ngồi ngay ngắn, cũng đều che kín mặt mũi thân hình, làm cho người ta không nhìn rõ được hình dạng. Mạnh Hạo bình tĩnh bước vào nơi đây, không nhìn người bốn phía, cũng không có ai nhìn hắn, ngồi ở một bên. Không lâu sau, lại có ba người tới. Bốn phía chỉ có nghe thấy tiếng ca hát chứ không thấy nhạc cảnh nhảy múa, làm cho người ta cảm thấy nơi này thực là quỷ dị. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên. Một lão già đi tới từ đằng xa. Lão già này sắc mặt hồng hào, cất bước đi tới nơi đây, rồi ngồi yên ở vị trí chủ nhà. Theo ý của các vị, lần này bí hội mở ra, lão phu cũng không muốn nói nhiều về quy định nữa. Các vị đều là tân khách của bản hội, không chỉ là mới tham dự lần đầu, như vậy hãy bắt đầu thôi. Nói xong, lão ta vung tay lên, chỉ một chiếc cửa, một chiếc lò cửu long xuất hiện, rơi xuống mặt đất ở trung tâm mọi người. Khi sương mù khuếch tán, Mạnh Hạo liếc lão già kia một cái. Hiển nhiên lão già này không phải là người mà lúc trước Mạnh Hạo thấy, mà nay tu vi Mạnh Hạo đã hơn xưa rất nhiều. Giờ phút này hắn dùng linh thức nhìn đến biết lão già đó không phải là người thật, mà là một ảo ảnh. Bí hội lần này rất thần bí, lai lịch cũng tuyệt nhiên không nhỏ. Cho dù lần ở Thanh La Tông đó, hay là lần bố cục, hay là lần này, thì bố cục đều hệt giống nhau. Mạnh Hạo như có suy nghĩ, giơ tay lấy một chiếc ngọc giản ra, rồi ném vào trong lò cửu long. Mọi người cũng đều làm vậy. Sương mù trào ra từ trong miệng lò cửu long, bao phủ hết mọi người ở bên trong. Sau đó thì những mảnh hào quang xuất hiện. Mạnh Hạo nhìn qua một lượt, nhận thấy được nơi đây tuyệt đại đa số đều là đan dược đan phương, cũng không có ít giao dịch được dược thảo. Phòng trường mấy người này chắc chắn có người của Đan Đông Mạch, của Tử Vận Tông. Hẳn là không phải đan sư, mà là chủ lô đan sư. Mạnh Hạo ngực suy nghĩ. Mấy ngày nay hắn dò la nghe ngóng được không ít chuyện về Đan Đông nhất mạch của Tử Vận Tông từ mọi phía. Ví dụ như đệ tử Đan Đông nhất mạch này bắt đầu từ dược đồng, sau đó là đan sư, rồi sau đó lại là chủ lô đan sư. Chủ lô đan sư chia làm 4 màu, trong đó có tử lô đan sư. Mỗi một vị tử lô đan sư đều được bất cứ tông môn nào trong khắp Nam vực này cực kỳ trọng thị. Bởi vì một khi trở thành tử lô đan sư là có thể đi nghe quỷ đan đại sư giảng giải, mà có thể tự động trở thành đệ tử ký danh của đan quỷ đại sư. Ngoài ra, muốn trở thành đệ tử ký danh của đan quỷ đại sư phải được đích thân chọn mới có thể một bước lên trời. Tỉ như là Đinh Tín năm đó, vốn là đệ tử của tử khí nhất mạch, bởi vì có được thiên tư luyện đan nên được đan quỷ đại sư bổ nhiệm thành đệ tử ký danh. Tiếc rằng còn chưa được bao lâu, còn chưa kịp học đan thì đã tới Triệu Quốc và chết trên tay Mạnh Hạo. Tới nay chỉ có một người duy nhất được đan quỷ đại sư thu làm đệ tử thân truyền, nàng chính là Sở Ngọc Yên. Nhưng mà nàng mặc dù là đệ tử thân truyền của đan quỷ đại sư, nhưng mà thực tế trình độ luyện đan cũng chỉ ở chủ lô, cách tới tử lô còn cần cơ duyên. Mạnh Hạo trầm tư trong một chốc, ánh mắt đại nhìn những quầng sáng nhu hòa lóe lên kia, giơ tay đem dấu ấn ở của hắn khắc lên những thứ mà hắn cần, rồi mới để xuống yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, một đạo lưu quang xuất hiện. Người có hậu bối muốn bái nhập đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông làm đan đồng, chuyện này cần người tiến cử, ngươi dùng gì để trao đổi đây? Mạnh Hạo chớp mắt, đây chính là nguyên do vì sao hắn tìm kiếm bí hội trong thành Tử Nguyệt này. Muốn bái nhập Tử Vận Tông, dùng phương pháp thông thường vốn chẳng thể làm gì được, cho nên hắn mới lựa chọn bí hội. Nhất là nay đang tiến hành đan phách, nên Mạnh Hạo phán đoán trong bí hội này tất có chủ lô đan sư của Tử Vận Tông tham dự, âm thầm bán đan. Dù sao tông môn càng lớn thì sẽ rồng rắn lẫn lộn, khó tránh khỏi có kẻ tư lợi. Mà nếu có thể bán đan dược thì một cái danh ngạch đan đồng hẳn là cũng nằm trong vòng giao dịch. Dù sao với Tử Vận Tông khổng lồ kia mà nói, số lượng đan đồng gần như là 10 vạn, thêm một người cũng chả là gì. Mạnh Hạo không có lập tức trả lời,
mà là im lặng chờ đợi. Qua hai nén hương sau, không có người tới hỏi, Mạnh Hạo mới mặc cả với người truyền tin ban nãy. Trong lúc nói chuyện phán đoán thật ra, thăm dò lẫn nhau, với Mạnh Hạo thì những điều này không có gì lạ lắm. Không lâu sau, hai người đã đạt được ước định. Mạnh Hạo lấy một gốc dược thảo mà anh ta lấy được từ động phủ của Kháo Sơn lão tổ để đổi lấy một danh ngạch dược đồng. Hai người giao dịch xong, ở bên Mạnh Hạo xuất hiện một chiếc ngọc giản. Ngọc giản này màu xanh, ở bên trên có điêu khắc một cái lò luyện đan. Đến lúc này, bí hội lần này đã kết thúc. Theo sương mù tan dần đi, mọi người hóa thành cầu vồng lần lượt rời đi. Khi Mạnh Hạo bước vào quần sáng thì xuất hiện một góc hẻo lánh ở trong thành Tử Nguyệt. Hắn cúi đầu bước vội, nhanh chóng biến mất. Ba ngày sau, ở sân môn Tử Vận Tông, Mạnh Hạo đã hóa thành thân ảnh của một người tuổi chừng 16-17 tuổi, lại trông hệt như là thư sinh, tỏ ra thấp thỏm và khẩn trương, cùng cả cung kính đưa chiếc ngọc giản màu xanh cho nam tử trung niên khá là béo ở trước người. Nam tử này mặc đạo bào, khóe miệng có râu, gã nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, lại nhìn ngọc giản ở trong tay. Nếu đã có ngọc giản tiến cử thì có thể thu ngươi làm dược đồng của Tử Vận Tông ta. Nhưng mà trở thành dược đồng thì phải đi qua cầu chân ngôn. Hôm nay có ba người kể cả ngươi cầm ngọc giản muốn bái nhập tông môn. Đi đi, nếu các ngươi lòng dạ khó lường, tất sinh tử tuyệt ở trên cầu chân ngôn. Nam tử này có tu vi ngưng khí tầng 7 hoặc tầng 8. Nói xong liền vung tay áo bước đến trước. Chân núi nơi Mạnh Hạo đang đứng chính là núi có hình dạng lò đan kia. Từ chỗ này có thể nhìn rõ thấy pho tượng Tử Đông chân nhân to lớn đằng xa. Theo nam tử trung niên, hai người đi men theo sơn đạo đến giữa sườn núi. Lúc này ở trước mặt Mạnh Hạo xuất hiện một cây cầu treo. Cầu này lắc lư, qua tầng mây mịt mù có thể mơ hồ nhìn thấy cây cầu này xuyên qua pho tượng Tử Đông chân nhân. Mà cuối cây cầu là ở phía sau pho tượng, đỉnh của một ngọn núi đầy mây mù. Dưới cầu là vực thẳm, một khi ngã xuống mà không hiển lộ tu vi thì chắc chắn là chết. Ở bên cạnh cầu cách đó không xa, lúc này đang có một tu sĩ. Người này tuổi chừng 30, vẻ mặt chết lặng. Hai thiếu niên đang đứng ở sau lưng y đều chừng 15-16 tuổi, là một nam và một nữ. Lúc này cả hai đều đang khẩn trương nhìn cây cầu khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi kia. Tu sĩ béo dẫn Mạnh Hạo tới gần, ngáp một cái. Ba người các người đi lên cầu này, nếu không hài lòng thì tất sẽ bình an đi tới cuối cầu. Nếu không có hài lòng thì tất sẽ bình an đi tới cuối cầu. Đến đó rồi thì trở thành dược đồng của Tử Vận Tông ta. Còn nếu mà có hài lòng, bao nhiêu năm qua đã có vô số kẻ giết chết giữa đường rồi đấy. Tu sĩ béo nói xong thì chẳng để tới đám người Mạnh Hạo nữa. Vị tu sĩ mặt không chút thay đổi kia cũng nhắm mắt lại. Mạnh Hạo nhìn cầu, không chút chần chờ tiến lên. Đôi nam nữ thiếu niên phía sau cũng cắn răng cũng bước theo. Vừa bước lên cầu thì lập tức cầu lung lay. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bước thẳng tới phía trước, hoàn toàn là rời khỏi núi lò đan kia. Lúc đi tới giữa không trung, cuồng phong rít gào khiến cho cầu lung la lung lay. Đúng lúc này, một tiếng khẽ than truyền tới, thổi qua tai Mạnh Hạo khiến cho hắn chấn động tinh thần. Khoảnh khắc này trong đầu hắn lại xuất hiện vô số tạp niệm. Những tạp niệm này ẩn chứa đủ loại mục đích của hắn khi muốn bái nhập Tử Vận Tông. Không bị khống chế mà trào ra, có thể để cho người ta tra xét. Nhưng đúng lúc này, bộ luồng khí tức của lực biến hóa thuộc về miếng da kia bỗng hiển lộ từ trên người Mạnh Hạo, trực tiếp ép những tạp niệm này xuống. Và lúc này, Mạnh Hạo cảm nhận được rõ ràng như có một ánh mắt vô hình từ pho tượng của Tử Đông chân nhân kia truyền xuống, nhìn thẳng người mình như đang kiểm tra. Thấy vậy, ngay khi tạp niệm bị ép xuống, Mạnh Hạo lập tức cố gắng suy nghĩ như mình cực kỳ khát vọng chuyện học tập luyện đan, cũng mong chờ được bái nhập Tử Vận Tông. Ánh mắt vô hình kia đảo qua người Mạnh Hạo, dừng lại chừng nửa hơi thở thì mới rời đi, chuyển sang hai thiếu niên phía sau người hắn. Mạnh Hạo làm cho sắc mặt mình tái nhợt đi, tiếp tục bước đi. Bỗng phía sau hắn vang lên một tiếng hét thảm. Nữ tử thì không sao, nhưng mà thiếu niên thì ngã thẳng xuống rơi khỏi cây cầu. Tu vi trúc cơ sơ kỳ lập tức bùng phát ngay từ trên người thiếu niên, nhưng mà gần như là vừa mới xuất hiện thì thân thể thiếu niên chấn động mạnh, gã cực kỳ hoảng sợ, bởi vì tu vi của gã lập tức biến mất vô tung, như gã đã thực sự trở thành phàm nhân mà rơi thẳng xuống vực sâu. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khiến cho thân thể mình run rẩy, sắc mặt cũng đầy sợ hãi, mà đồng thời cũng hiện lên vẻ kiên quyết, cứng rắn tiếp tục đi tới. Ánh mắt vô hình kia xuất hiện tất cả 9 lần, lần sau đều lâu hơn lần trước,
cho đến khi Mạnh Hạo đi qua bức tượng của Tử Đông Chân Nhân, đi ra khỏi cầu treo, bước vào ngọn núi đầu tiên ở trong sân môn Tử Vận Tông, thì hắn mới biết hắn đã thành công. Ở trước mặt hắn có một lão già, lão ta mặc thanh sam màu xanh, đứng đó mà lại có dược hương tỏa ra trên người rất là đậm. Lão thản nhiên liếc Mạnh Hạo một cái, gật đầu. Người có thể đi qua cầu chân ngôn, dù mục đích khác nhưng mà đã vượt qua được khảo nghiệm. Cậu này thoạt có vẻ là tâm tầm thường, nhưng mà thực tế là mấu chốt để cho Đan Đông nhất mạch khảo nghiệm đệ tử nhập môn biết bao nhiêu năm qua. Phàm là kẻ được tán thành thì mới có thể nhập môn. Tên là gì? Phương Mộc. Mạnh Hạo khẩn trương, vội vã cúi đầu đáp. Lão phu là nghi trượng từ thần của dược địa Đan Đông nhất mạch, phụ trách tất cả dược đồng mới vào tông môn. Bái nhập Đan Đông nhất mạch của Tử Vận Tông là may mắn của ngươi. Dược đồng là nền tảng của Đan Đông nhất mạch, bất kỳ một vị chủ đô đan sư nào đều thăng lên từ đan sư, mà đan sư lại được lựa chọn từ những dược đồng. Ngày sau có thể trở thành chủ lô đan sư được người tôn kính hay không, liền xem là cơ duyên và thiên tư của kẻ đó. Lão già nói. Lúc này ở phía sau Mạnh Hạo, nữ tử kia run rẩy bước tới, đứng bên cạnh Mạnh Hạo. Lúc này cả khuôn mặt kia đều là trắng bệch. Đi đi, đã đến đây rồi thì từ nay về sau tông môn này chính là nhà của các ngươi. Lão già mỉm cười, sắc mặt hòa hiện, lại phất tay áo. Một làn gió nhẹ nhẹ quấn đến Mạnh Hạo và thiếu nữ kia, theo lão bước đi. Dọc đường vượt qua từng con núi, Mạnh Hạo phóng mắt nhìn thì thấy Tử Vận Tông có vô số dãy núi, cũng có rất nhiều sơn cốc, ở trong đó là điêu lan ngọc thế, hệt như tiên cảnh. Nơi này sau này sẽ là tông môn mà thân phận Phương Mộc này của ta sinh sống lâu ngày. Mạnh Hạo nhìn mọi thứ bên dưới, đôi mắt lóe lên ánh sao. Đang nhìn, sắc mặt Mạnh Hạo bỗng trở nên cổ quái. Hắn thấy được thanh thiết thương bị người ta đâm xuống một bãi đất trống ở trước lầu các trong sân cốc bên dưới. Mà Mạnh Hạo thấy cái thương này quen quen. Không lâu sau, lão ta dẫn Mạnh Hạo và thiếu nữ xuất hiện trong một sân cốc. Nơi này rất lớn, lầu các san sát nhau, đằng xa có không ít khu vực gieo trồng dược thảo. Vừa mới đến đây, Mạnh Hạo liền ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Nơi đây có rất nhiều thiếu niên, ai nấy đều mặc áo ngắn màu vàng nhạt, có người đang hái dược thảo, có kẻ lại đang cầm ngọc giản mải mê suy nghĩ, còn có một số người thì lại giơ lòng bàn tay lên đón lấy ánh mặt trời chiều, vô cùng chăm chú nhìn mấy cây dược thảo đang lay động một cách quỷ dị trong lòng bàn tay. Bạch Vân Lai. Lão già vừa hạ xuống thì vuốt râu hô to. Sự xuất hiện của lão khiến cho đám thiếu niên bốn phía ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy lão thì đều cung kính ôm quyền hành lễ. Lúc này một tên thanh niên không cao, tuổi chừng 30, đang chạy nhanh ra từ một tòa lầu các, nhanh chóng tới trước mặt của lão già kia. Từ đại sư gọi tiểu nhân có gì dặn dò? Tất cả mọi chuyện trong tông môn tiểu nhân đều có cách làm giúp ngài. Tên này tỏ ra nịnh nọt, vội vàng mở miệng. Gã vừa nói xong, lão ta liền trợn mắt. Hai người này là dược đồng vừa bái nhập tông môn, ngươi chỉ bảo một hai rồi dẫn bọn họ đi lấy lệnh bài và công pháp. Lão nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Hạo và nữ tử kia, khẽ gật đầu cổ vũ một phen, rồi hóa thành cầu vồng rời đi. Lão đi rồi, đám thiếu niên xung quanh đều không để ý nữa, tiếp tục làm chuyện của mình. Với hai người Mạnh Hạo, không có ác ý cũng không có thiện ý, rất là bình tĩnh. Tông môn kiểu như này khiến Mạnh Hạo có phần không thích ứng. Hắn đã quen thuộc sống trong Kháo Sơn Tông, lúc này tiếp xúc với tông môn thứ hai thì lòng có chút bồi ngồi. Bái kiến Bạch sư huynh. Thiếu nữ bên người Mạnh Hạo lập tức khẽ nói, cúi đầu với Bạch Vân Lai. Không có trường bối ở đây thì không cần bái đâu. Bạch Vân Lai cười ha ha nhìn Mạnh Hạo, rồi lại nhìn nữ tử kia. Hai người các ngươi đến tông môn không đúng dịp rồi. Đám dược đồng của tông môn đều bận bịu, nay những người còn lại cũng không có nhiều, không náo nhiệt mấy. Nhưng không sao, có Bạch lão tà ở đây, có Bạch lão tà ở đây, đảm bảo hai người sẽ nhanh chóng hiểu Tử Vận Tông chúng ta. Nào, để ta dẫn các người đi dạo vài vòng, làm quen nơi này nha. Bạch Vân Lai cười nói. Sau khi hỏi tên lẫn nhau, rồi liền dẫn Mạnh Hạo và nữ tử kia đi. Nếu nói về đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông ta thì cũng lớn đấy. Đan cốc như này cũng có trăm cái, mỗi một cái đều gần nghìn dược đồng.
Ngày thường nơi đây gieo trồng dược thảo, ghi chép dược tính, thi thoảng lại ra ngoài hái dược thảo. Toàn Nam vực này, ai là mệt chết, ai là mệt nhất chứ? Dược đồng của Từ Vận Tông ta là mệt nhất. 10 vạn dược đồng, tuy rằng có công việc riêng, nhưng mà thực tế cái loại chuyện nào cũng phải làm. Phải ghi nhớ 10 vạn dược thảo, phải biết chăm sóc các loại dược thảo, lại còn phân ra thời gian tu hành, bằng không thì không thể thôi phát được linh dược. Các người ấy, về sau sẽ hiểu thôi. Dược đồng chúng ta chính là do gì ghẻ sinh ra, trừ phi có thể trổ hết tài năng trở thành đan sư, lúc ấy mới có thể thực sự học luyện đan. Hơn nữa trở thành đan sư rồi sẽ có đệ tử nội môn tới mời luyện đan. Dựa theo quy định của tông môn, mỗi lần luyện đan đều phải có thù lao cho chúng ta, đó mới là ngày lành. Tiếc rằng 10 vạn dược đồng, ai lại không muốn trở thành đan sư. Nhưng mà toàn bộ tông môn này số lượng đan sư cũng chưa tới 1.000 người. Khó, rất là khó. Bạch Vân Lai vừa mới nói, vừa dẫn theo Mạnh Hạo và nữ tử kia ra khỏi từng mảnh sơn cốc. Nhìn thấy nơi đó chưa? Đó là nơi đan sư mới có thể vào đấy, chúng ta thì không. Nơi này là khu vực tử khí nhất mạch rồi, nhưng mà không phải là nội môn mà là ngoại môn. Bạch Vân Lai dẫn Mạnh Hạo và nữ tử kia vào một sơn cốc. Ở trên đường đi gặp không ít tu sĩ tử khí nhất mạch. Những người đó đều là đệ tử ngoại môn. Thế Bạch Vân Lai thì đều tỏ ra khách khí, giống như là Bạch Vân Lai này có sức ảnh hưởng rất lớn ở tông môn. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, định nọt vài câu. Thế là Bạch Vân Lai liền vô cùng cao hứng. Nên biết rằng ở tông môn này, ta phải nói là bách sự thông, ít có chuyện ta không thể làm. Về sau Phương sư đệ gặp rắc rối gì thì cứ tới tìm tới ta, sư huynh sẽ giúp người dàn xếp. Đang nói, Bạch Vân Lai bỗng dừng bước lại, chỉ vào sân cốc phía trước. Nơi đó có một chiếc thiết thương đâm thẳng xuống đất. Thiết thương này cũng đã bị cong đi, trải qua gió táp mưa xa nên đã bị rỉ sét. Nhìn thấy cây thương kia chưa? Nó là có chuyện xưa đấy. Bạch Vân Lai nhìn xung quanh một lát, thế mới nói với Mạnh Hạo và nữ tử kia. Mạnh Hạo sắc mặt cổ quái. Lúc trước khi ở trên bầu trời hắn đã nhìn thấy, mà vừa nãy khi bước vào sân cốc hắn liếc mắt một cái liền thấy được nó. Giờ phút này hắn vội ho một tiếng, giả bộ hứng thú. Biết ai để đây không? Là Ngô Đinh Thu, trưởng lão của tông môn chúng ta đó. Nghe nói 10 năm trước, ở một đêm tối đầy gió, Ngô trưởng lão mang theo lửa giận ngút trời trở về, tay cầm thiết thương này, trực tiếp một trường quăng xuống, ghim cái thương này tại đây. Lúc ấy trưởng lão còn nói rằng để cho đệ tử ngoại môn Tử Vận Tông phải ghi nhớ nỗi sỉ nhục của thanh thiết thương này. Cái một đám ngu dốt tới chết, cứ ngu dốt như vậy thì không bằng đi chết luôn đi. Bạch Vân Lai nhỏ giọng nói, dù đã ép xuống tiếng nhỏ nhưng mà lại tả lại sinh động như thật, khiến cho nữ tử kia nghe được mà phải mở to mắt. Còn Mạnh Hạo thì theo bản năng ho khụ một tiếng. Thiết thương này có lai lịch thế nào? Thiếu nữ tò mò hỏi. À, lai lịch à? Lai lịch thì hơi bị lớn đấy. Nghe kể rằng 10 năm trước có một đám đệ tử ngoại môn đang đi tham gia thử thách thăng cấp nội môn. Kết quả là ở cái nơi đầy hung hiểm kia đã gặp phải một kẻ gian ác. Kẻ này lại đem thiết thương kia bán cho hai kẻ mạnh nhất ở trong đám đệ tử ngoại môn. Hơn nữa còn bán với cái giá cắt cổ, khiến cho hai tên đệ tử kia lấy hết gia sản ra rồi. Thậm chí còn mượn không ít linh thạch của đồng môn, thế mới mua được cái thanh thiết thương mà bọn họ coi như là bảo bối này. Mấy năm trước bọn họ mới trả hết được số linh thạch nợ kia đấy. Chuyện này lúc ấy khiến Ngô trưởng lão cực kỳ là tức giận, cho rằng đó là một nỗi sỉ nhục cực lớn. Hai người nói kẻ này có gian ác không có chứ? Bạch Vân Lai cảm thán liên tục. Lại có cái kẻ gian ác như vậy à? Thật là quá đáng mà. Thiếu nữ nghe xong thì há hốc mồm. Nàng nhìn thanh thiết thương này thế nào cũng chỉ là vật bình thường, nên nghĩ mãi không rõ vì sao hai tên đệ tử mạnh nhất ngoại môn kia lại phải trả cái giá cao như vậy. Mạnh Hạo là vô cùng chột dạ. Thấy Bạch Vân Lai nhìn mình thì vội nghiêm túc gật đầu. Kẻ này thật là quá gian ác. Cái loại chuyện đúng là làm cho người ta giận sôi mà. Mạnh Hạo lập tức mở miệng, tỏ vẻ đồng ý. Ở trên thực tế khi thấy Thiên Thủy Ngân và Lã Tống ở Tống Gia, thì Mạnh Hạo đã đoán được chuyện năm đó đả kích và ảnh hưởng hai người kia như thế nào. Nhưng mà không ngờ ảnh hưởng này lại còn lan ra toàn bộ Tử Vận Tông. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo bỗng cảm thấy đồng tình với hai tên họ Thiên Lã kia. Cũng hiểu được ngày đó hai kẻ này giận dữ nghiến răng nghiến lợi với hắn là như vậy. Cây thương này dựng ở đây chính là một bài học, làm cho đệ tử ngoại môn của Tử Vận Tông luôn phải nhớ kỹ cái chuyện này. Bạch Vân Lai lắc đầu nói, vậy kẻ bắn cây thương này là ai? Thiếu nữ nghe thế lại tò mò hơn. Tên này là Mạnh Hạo. Ngươi có biết Mạnh Hạo đó không? Dạo này Nam vực đồn rằng y là con rể Tống gia,
truyền nhân của Thái Linh Kình và kẻ tạo ra chuyện xấu ở Sở với Sở sư tỷ đấy. Bạch Vân Lai vội thấp giọng nói: Mạnh Hạo. Thiếu nữ sửng sốt: Bé bé cái mồm thôi, ở Từ Vận Tông cái tên này là cấm kỵ đấy, không ai dám lớn tiếng đâu. Bạch Vân Lai vội vàng nói. Mà Mạnh Hạo thì càng chột dạ, liên tục ho khan. Hắn đột nhiên cảm thấy lựa chọn Từ Vận Tông này có vẻ là không phải lựa chọn đúng lắm. Đúng lúc này, hắn thấy một cây cầu vòng từ đằng xa cấp tốc vào tới. Chỉ giây lát đã tới nơi đây, hóa thành một thanh niên có sắc mặt âm trầm, hung ác trợn mắt nhìn Bạch Vân Lai. Kẻ này đúng là Thiên Thủy Ngân. Bạch Vân Lai, ở chỗ này làm gì, còn không đi? Bạch Vân Lai run hết cả người, cố nặn ra một vẻ mặt nịnh nọt. Thiên sư huynh, ta dẫn hai dược đồng mới đến làm quen với tông môn, đi ngay đây, đi ngay đây. Nói xong gã vội dẫn Mạnh Hạo và nữ tử kia vội vã rời đi. Thấy chưa, y chính là một trong hai người lúc trước đã mua thiết thương đấy. Về phần về sau y gặp y, các người ngàn vạn lần đừng có mà nhắc hai cái chữ Mạnh Hạo nha. Nếu không là y sẽ phát điên đấy, phát rồ đấy. Còn có, sau này các người ra ngoài rèn luyện, nếu gặp kẻ nào tên là Mạnh Hạo thì nhất định phải cẩn thận, kẻ này gian trá khôn cùng. Bạch Vân Lai kéo hai người rời đi, nghiêm túc dặn dò. Thiếu nữ há hốc mồm, vẻ mặt đầy khó tin, nhưng mà lại rất nhanh chóng gật đầu, hiển nhiên là ghi nhớ kỹ những lời dặn này. Mạnh Hạo cười khổ trong lòng, hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao ngày đó ở Tống gia, cái đám đệ tử Từ Vận Tông nghe tên mình mà rõ ràng hắn cũng không biết bọn họ, thì đều nhìn hắn với ánh mắt đầy là cảnh giác. Cái tên Mạnh Hạo này là cấm kỵ trong tông môn chúng ta, các ngươi phải nhớ thật kỹ. Thôi được rồi, ta dẫn các ngươi đi lấy công pháp và lệnh bài thân phận, sau đó sắp xếp cho chỗ ở. Bạch Vân Lai lại dặn dò thêm, giờ mới đem thiếu nữ đang coi Mạnh Hạo là mãnh hổ và cái tên Mạnh Hạo thật đang liên tục cười khổ trong lòng bước đi. Các ngươi có thể bái nhập Từ Vận Tông cũng đều là người của gia tộc tu chân phụ cận, ai cũng có tu vi cơ bản rồi, nhưng mà phải nhớ thật kỹ, thân là dược đồng, thuật pháp đầu tiên mà các ngươi học cũng chính là công pháp cuối cùng của dược đồng, thuật ấy tên là Từ Vân Linh. Thuật này, pháp này có thể lấy linh khí bản thân tầm bổ mấy dược thảo thông thường, thôi phát đinh dược. Căn cứ tu vi khác nhau, căn cứ mức thành thục khác nhau mà hiệu quả thôi phát cũng khác nhau. Bạch Vân Lai vừa nói vừa dẫn Mạnh Hạo và nữ tử kia tới một sơn cốc. Nơi đây có không ít người. Một sơn cốc to như vậy mà có mấy trăm người, phần lớn đều khoanh chân ngồi, ở trong lòng bàn tay đều có thảo dược đang lay động, như đang từ từ sinh trưởng. Phía trước những người này có một nam tử trung niên rõ ràng là có địa vị khá cao, đang tiếp tục giảng giải về công pháp. Ở trên lòng bàn tay ông ta, rõ ràng có một gốc dược thảo đang nhanh chóng mọc lên, giây lát đã cao tới chừng hai thước. Mạnh Hạo đảo mắt qua bốn phía, nhất là khi nhìn những dược thảo trên lòng bàn tay người này, dần lóe lên tinh quang. Bọn họ lại theo Bạch Vân Lai đi tới trung tâm sơn cốc này. Ở đó đang có một lão già tóc xám, lão này xấu xí, tu vi không hiện, dường như là đang nhắm mắt ngủ. Bạch Vân Lai như đã quá quen, tự lên giúp đỡ, khắc thân phận, lấy lệnh bài và túi chữ vật rồi. Mạnh Hạo và thiếu nữ đều được cho là một chiếc ngọc giản màu tím. Hai người các ngươi đều thử một lần đi, thuật pháp này rất đơn giản, có thể nhanh chóng học được qua. Sau đó ở đây thôi pháp lần đầu tiên, điều này rất quan trọng đấy, nó khảo nghiệm tư chất luyện đan, do đó phải ghi chép lại. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn ngọc giản, thì nghe Bạch Vân Lai nghiêm túc nói. Nghe vậy thì thiếu nữ tên là Trần Linh kia lập tức khẩn trương, chăm chú nhìn ngọc giản trên tay. Có lẽ tư chất nàng không tầm thường, chỉ nhìn hơn 10 giây mà tử quang trên liền tràn ra từ tay phải. Thấy vậy, đôi mắt Bạch Vân Lai ngời sáng. Trần sư muội không tệ nha, mau lấy dược thảo nào. Trần Linh vội mở túi chữ vật ra, lấy ra hạt giống dược thảo từ bên trong để vào lòng bàn tay mình, rồi chăm chú thôi phát theo công pháp. Tử khí trên bàn tay nàng càng lúc càng đậm. Cho đến giới hạn, sức kiệt rồi, thì hạt giống này lại mấp máy, nảy ra ba lá non. Cảnh này khiến cho không ít người xung quanh chú ý, đều quăng tầm mắt lên thiếu nữ này. Lúc này Trần Linh sắc mặt hồng hào, lòng đầy kích động, vẻ mặt đầy hưng phấn và chờ mong nhìn Bạch Vân Lai. Lần đầu thôi phát có thể nảy nở được ba lá, tư chất này tương đối là khá đấy. Trần sư bội, dựa theo tính toán của cá nhân ta, muội có chừng một thành khả năng mai sau sẽ trở thành đan sư đấy. Bạch Vân Lai hâm mộ nói. Hiển nhiên trong hơn 10 vạn dược đồng này có thể khiến hạt nảy mầm là không nhiều. Nói xong, Bạch Vân Lai liền tranh thủ ghi chép thành tích lần đầu thôi phát này. Đúng lúc này,
Ngươi đến chỗ bản tọa, gia nhập Ất Nhất Tam Cốc. Một giọng nói đầy bình tĩnh uy nghiêm vang lên từ chỗ nam tử trung niên đang giảng giải công pháp cho mọi người. Nam tử trung niên này không giận mà tự uy, nhìn thoáng qua Trần Đình. Ở đàn đồng nhất mạch của Từ Vận Tông này, 10 vạn dược đồng được phân chia làm 4 khu vực là Giáp, Ất, Bính và Đinh. Phàm là người có thể đi vào Ất Cốc đều là hạng người có tư chất không tầm thường. Trần sư muội còn không mau tới Chu sư thúc đi, vận may của muội tới rồi đấy. Bạch Vân Lai vội thúc giục. Thiếu nữ có tên là Trần Linh này khẩn trương và kích động vội chạy tới. Phương sư đệ, giờ coi người thôi. Bạch Vân Lai cảm khái nhìn sang Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên như có suy nghĩ. Công pháp trong ngọc giản này khá là đơn giản, nhưng mà tác dụng của nó lại cực kỳ kỳ dị. Không ngờ đã có thể thôi phát được một phần dược linh của vài loại thảo dược. Thuật ấy có thể nói là tạo hóa. Chỉ có một vài dược thảo đơn giản mới có thể dùng loại phương pháp này để thôi phát, lấy linh khí bản thân để nuôi nó. Dù chỉ như vậy thì công pháp này cũng thật đáng ngạc nhiên. Không biết Tử Vận Tông làm sao để ngăn ngừa thuật này truyền ra ngoài. Mạnh Hạo trầm ngâm, lấy hạt giống ra từ trong túi chữ vật rồi đặt vào lòng bàn tay. Hắn nhìn một lát, sau đó lập tức dựa theo công pháp mà Ngọc Giản ghi lại thi triển thôi phát. Trong cơ thể hắn có hai mảnh đan hải. Đan hải đầu tiên là năm tòa đạo đài hoàn mỹ quán, mà cái thứ hai lại là Mạnh Hạo dựa theo Thái Linh Kinh mở ra trước khi đến Từ Vận Tông này. Này tu vi hiển lộ ở bên ngoài chính là khí tức của tòa đan hải thứ hai. Lúc này động tâm niệm, ngay lập tức tay phải Mạnh Hạo vụt sáng lên tử quang, mà độ sáng thì ngay cả lúc bắt đầu đã hơn xa Trần Đinh rất nhiều. Theo hào quang xuất hiện, hạt giống trong tay Mạnh Hạo nhanh chóng mấp máy, rồi một lá, hai lá, ba lá, nhưng mà chỉ trong một chớp mắt đã trực tiếp mọc ra tận 7 lá. Cùng lúc đó, tử quang trong tay Mạnh Hạo đã lóe lên chói mắt, khuếch trương ra bốn phía, trực tiếp khiến cho tất cả dược đồng nơi đây kinh sợ, khiến cho mọi ánh mắt đều tập trung vào Mạnh Hạo. Những ánh mắt đó đang mang theo sự không thể tin, mang theo rung động. Nam tử trung niên vừa nãy giảng giải công pháp lúc này đang trợn tròn cả mắt, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, mà Trần Linh thì hoàn toàn ngẩn ra. Bạch Vân Lai thì đang dụi dụi mắt liên tục, mồm thì há hốc, cả người đứng ngẩn ở đó. Sự yên lặng bao trùm bốn phía, mọi người đều nhìn chằm chằm hạt giống tử quang trên tay của Mạnh Hạo. Giờ phút này, lần đầu tiên Mạnh Hạo thi triển công pháp, cả người hắn như là rơi vào trong một loại trạng thái kỳ lạ, giống như bản thân hắn đã trở thành mặt đất, mà hạt giống đã trở thành một bộ phận trên người hắn. Cảm giác này rất là kỳ diệu, khiến cho Mạnh Hạo đắm chìm vào bên trong, mà hạt giống thì bắt đầu mọc ra lá thứ 8, rồi thứ 9, cho đến khi phục một tiếng, dược chủng này hoàn toàn mọc ra, mầm non xanh biếc nhanh chóng leo ra, chỉ chớp mắt đã quấn lấy cánh tay của Mạnh Hạo. Lão già áo trắng ở phía sau Bạch Vân Lai vốn luôn nhắm mắt như đang ngủ kia, lúc này cũng mở trừng mắt ra, đôi mắt ánh lên vẻ tang thương, nhìn Mạnh Hạo mà mắt lóe tinh quang, nếp nhăn trên mặt cũng là như nở rộ. Đây không phải là nảy mầm nữa, mà là hoàn toàn mọc ra một cây hoàn chỉnh. Theo âm thanh kia vang lên, Mạnh Hạo chấn động tinh thần, tỉnh lại từ trong trạng thái kỳ dị. Hắn thầm nhíu mày, lần đầu tiên đã triển lộ tài năng thế này không phải là điều hắn muốn, nhưng mà thực sự trạng thái kỳ dị kia khiến hắn bất chi bất giác chìm vào trong đó, nên dẫn tới như thế này. Hắn không có chút do dự mà khiến sắc mặt của mình tái nhợt đi. Tu vi trong cơ thể khô kiệt, dược thảo trong tay theo linh thức mà giảm bớt liền từ từ héo rũ, cuối cùng hoàn toàn chết héo, rơi khỏi tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thở hổn hển, lùi ra sau vài bước, sắc mặt đầy mê mang. Bốn phía hoàn toàn im lặng. Bạch Vân Đài đã hoàn toàn ngẩn ngơ. Gã ở Từ Vận Tông nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng thấy ai lần đầu tiên thôi phát mà đã làm tới mức độ này. Lúc này gã nhìn Mạnh Hạo như đang nhìn yêu nghiệt vậy. Đám dược đồng bốn phía đều vô cùng hoảng sợ, bởi cảnh tượng này đã hoàn toàn làm vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Mà nam tử trung niên kia thì nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt đầy nhiệt tình. Điều này... Mạnh Hạo trần trở, giống như là đang sợ hãi, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này lão già phía sau Bạch Vân Lai bỗng đứng lên, chỉ một bước bước thôi đã lại xuất hiện ngay bên cạnh Mạnh Hạo. Lão giơ tay nắm lấy cổ tay Mạnh Hạo, rồi trực tiếp rót linh lực vào trong cơ thể Mạnh Hạo định kiểm tra. Nhưng mà loại linh lực vô hình của cầu treo kia còn không thể tra ra Mạnh Hạo như thế nào, thì lão già này há có thể nhìn ra manh mối. Lão nhìn thấy là một đan hải thứ hai của Mạnh Hạo, nhìn thấy chỉ là tu vi ngưng khí tầng 6, tầng 7. Ngay cả màu sắc đan hải cũng không phát hiện ra, tất cả đều nhờ các loại năng lực biến hóa khủng bố của miếng da. Nên khi lão già này
nhìn thì thấy tất cả đều rất bình thường. Hồi lâu sau, lão ta buông tay ra, nhặt lấy cây dược thảo héo rũ ở trên mặt đất, cẩn thận quan sát một phen. Xem xong, lão quay đầu nhìn Mạnh Hạo, ở trong ánh mắt không còn là vẻ xem xét nữa, mà là tán thưởng. Tư chất giáp đẳng, vào giáp nhất cốc đi. Lão nói xong thì mỉm cười vỗ vai Mạnh Hạo, cầm được lá héo, cầm dược thảo héo kia, bay thẳng lên bầu trời. Theo lão rời đi, toàn bộ sân cốc lập tức sôi trào. Tư chất giáp đẳng, khó trách kẻ này có khả năng thôi hóa ra kinh người như vậy. Cái loại tư chất này gần như là chắc chắn trở thành đan sư rồi. Đã bao nhiêu năm chưa thấy. Không đúng, lúc trước ta nghe nói tư chất giáp đẳng, nhưng mà hình như không yêu nghiệt như kẻ này, đã có thể thôi hóa ra hạt giống mọc thành cây luôn kìa. Trong tiếng ồn ào bàn tán của những người xung quanh, Bạch Vân Lai vội đi tới bên người của Mạnh Hạo, vẻ mặt đầy phấn chấn. Phương sư đệ, về sau tông môn này hãy chiếu cố ta nhiều hơn nha. Sư đệ không ngờ lại có tư chất giáp đẳng đấy. Có lẽ có nhầm lẫn rồi không vậy? Mạnh Hạo chần chờ. Nhầm thế nào được? Vương trưởng lão tự mình kiểm tra, hả, có thể nhầm sao được? Lúc này phòng trưởng ngài ấy cầm dược thảo đi tìm các vị trưởng lão khác rồi đấy. Phương sư đệ, lần này nổi tiếng rồi. Nào nào nào, để ta dẫn sư đệ tới giáp nhất cốc nha. Nghe nói nơi đó như là tiên cảnh ấy, lần nào đến ta cũng chỉ nhìn nhìn từ bên ngoài chứ chưa có cơ hội đi vào bao giờ. Bạch Vân Lai vừa mới nói kéo Mạnh Hạo đi, đằng sau bọn họ là những tiếng xì xào, những ánh mắt theo dõi theo, cho đến khi hai người biến mất thì vẫn còn vang vọng. Thời gian nhoáng cái đã là nửa tháng trôi qua. Mạnh Hạo ở lại Đan Đông nhất mạch của Từ Vận Tông này đã quen thuộc không ít. Giáp nhất cốc này rất lớn, mà người lại không nhiều, rõ ràng có ít hơn sơn cốc khác không ít. Nơi đây non xanh nước biếc, một dòng suối nhỏ chảy ra từ khe núi đằng xa tới, nước rất trong, có thể thấy được đàn cá bơi lội ở bên trong. Nơi Mạnh Hạo là một lầu cát nhỏ nằm ở phía bắc bên cạnh con suối nhỏ này, có một sân nhỏ. Ở trong sân này có một tấm dược điền, có thể gieo trồng dược thảo. Giờ phút này Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trong sân, tay cầm quyển trục được làm nên từ các thẻ gỗ, ở trên mặt ghi chi chít chữ, còn có một ít tranh vẽ, đều là những tin tức quan trọng liên quan đến dược thảo. Mãi tới trưa, Mạnh Hạo mới bỏ cuốn sách ra, ngẩng đầu ngửi ngửi mùi dược hương bốn phía, nghe tiếng nước chảy róc rách, nhìn sương mù mong manh răng bốn phía. Nơi nói nơi này giống như tiên cảnh thì có phần khoa trương, nhưng mà đây đúng là một nơi tốt để có thể tu thân dưỡng tính, nhất là nơi còn là đệ nhất cốc trong tất cả các sơn cốc ở dược đồng tông môn này. Mấy ngày nay Mạnh Hạo nhận ra người có tư cách ở nơi đây, tính cả hắn, còn chưa tới 50 người. Những người này rất ít khi ra ngoài, đều ở trong chỗ của mình, hoặc là tự đọc sách, hoặc là gieo trồng, không thì thử đi luyện đan. Sự yên tĩnh nơi đây khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy rất thoải mái, nhất là đọc sách chứ không phải là ngọc giản, khiến cho Mạnh Hạo như đã trở về quãng thời gian còn là chàng thư sinh nghèo ở huyện Vân Kiệt kia. 10 vạn dược thảo, chia làm các loại, mỗi loại khác nhau. Chẳng những là phải nhớ kỹ hình dạng, mà còn phải ghi nhớ tập tính, còn phải biết cách ngắt hái như thế nào, gieo trồng ra làm sao, bảo tồn thế nào. Ngoài ra không thể để lẫn với đặc dược thảo khác, lại phải ghi nhớ hoàn cảnh sinh trưởng và tỉ mỉ tỷ lệ thời gian sử dụng nữa. Mà lại không ít dược thảo mà lá, thân, nhựa có tác dụng lại khác nhau, thậm chí nếu sinh trưởng cùng loại dược thảo sẽ là biến hóa đi. Như vậy nhìn như là 10 vạn, nhưng mà thực tế là tổng hợp lại thì không dưới 100 vạn. Mạnh Hạo nắn nắn bì tâm, nửa tháng này ngày nào hắn cũng đều đọc những tài liệu liên quan tới dược thảo này. Đây là những gì mà đồng tử Từ Vận Tông phải ghi nhớ thật kỹ. Hơn nữa vì tin tức quá nhiều cho nên không thể khắc vào đầu óc được, chỉ có thể dốc sức mà ghi nhớ. Nhớ càng nhiều thì ngày sau gặp được cũng dễ tính toán hơn. Chuyện này không có mẹo gì. Cũng may là Mạnh Hạo không ngại phiền hà. Hắn vốn là thư sinh, nay ở nơi đây học tập như vậy khiến cho hắn cảm thấy rất tốt. Không chém giết, không có nguy hiểm, không phải trải qua mưa gió. Thậm chí Mạnh Hạo còn cố ý quên đi những chuyện trước kia, hoàn toàn coi mình là phương mộc và hưởng thụ sự yên tĩnh của Từ Vận Tông này. Thậm chí khi đọc thông tin về các loại dược thảo, dường như trong đầu của hắn sẽ hiện lên những bức tranh. Loại cảm giác này giống như là bản thân hắn tự nhận biết, giống như là thiên phú vậy. Lại 1-2 tháng trôi qua, Mạnh Hạo hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống ở Từ Vận Tông. Mặc dù lúc mới đầu được kiểm tra tư chất giáp đẳng, hưởng thụ đãi ngộ mà người bên ngoài khó đạt được, nhưng mà cũng không được đại nhân vật nào coi trọng như trong tưởng tượng.
Thậm chí hai tháng này, Mạnh Hạo còn không thấy lão già tóc trắng kia, mà trái lại Bạch Vân Lai thì thường xuyên tới tìm Mạnh Hạo. Có người này, Mạnh Hạo lại càng nhanh chóng hiểu biết về Tử Vận Tông hơn. Mỗi ngày giảng giải công pháp thì Mạnh Hạo hầu như đều đúng giờ tới nghe. Ở trong mấy trăm, thậm chí là lúc mấy nghìn người, Mạnh Hạo trông thật là tầm thường. Giảng giải như vậy sẽ có trường bối tông môn khác nhau làm, cứ vài ngày lại đổi một lần. Kiến giải mỗi người cũng khóa không quá giống nhau. Sau nhiều lần nghe giảng, Mạnh Hạo lại càng hiểu sâu hơn về công pháp thôi phát này. Ngoài những chuyện đó ra thì chính là gieo trồng dược thảo. Ở trong tông môn có một loại chuyên biệt, giống như là nơi Kháo Sơn Tông sinh phát đinh thạch vậy. Phát được dược thảo cố định để đám dược đồng đi học cách gieo trồng. Đồng thời nơi này cũng có các trường bối thay phiên nhau giảng. Không khí bao trùm tông môn là một bầu yên tĩnh, không chém giết gì, khiến Mạnh Hạo cảm thấy thực sự khác hoàn toàn với Kháo Sơn Tông. Nơi này càng giống một tòa học phủ chứ không phải là tông môn. Hàng tháng còn có một lần dược kinh có quy mô lớn. Người khai đàn giảng kinh đều là những đan sư tuổi đời già dặn. Những người này đều đi ra từ trong lứa dược đồng, tiếp xúc với luyện đan, và lại trình độ không phải là thấp. Bọn họ giảng đan chẳng qua nói về những dược thảo, mà còn nói với những ít phương pháp luyện chế đơn giản. Mạnh Hạo nghe vài lần mà gặt hái được rất nhiều. Ngoài ra thân ở dược đồng, ngoài chuyện tự học và gieo trồng dược thảo ra, hàng tháng đều phải nhận nhiệm vụ thôi phát, cần thôi phát một lượng dược thảo cố định rồi giao cho tông môn. Toàn bộ đan đông nhất mạch ở cấp độ dược đồng này là rõ ràng nhất, tự thành tuần hoàn. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.